Công Phượng nhồi thể lực, huấn luyện viên Park tính kế chờ đấu Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam tập trung tập thể lực để tăng cường sức mạnh chuẩn bị cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới. Ở buổi tập trưa hôm nay, ngày 18 tháng 9, thử thách đối với các cầu thủ không đến từ thời tiết mà đến từ yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo trong các nội dung củng cố về thể lực. Đội tuyển vẫn chủ yếu tập những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành. Công Phượng là một trong những cầu thủ phải cố gắng gấp 2 đến 3 lần bởi anh không tập luyện, thi đấu suốt gần 3 tháng vừa qua. Tiền đạo câu lạc bộ Hà Gia Lai rất được huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng sẽ mang tới sự khởi sắc cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc có một suất đá chính, anh phải lấy lại được phong độ. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều chơi bóng ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ 2. Do vậy, nếu không đảm bảo yếu tố cơ bản là thể lực, Công Phượng và các đồng đội khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu. Bên cạnh sự chuẩn bị về thể lực cho các cầu thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Trung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, ông đã đôn hai sao trẻ của U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công. Trong hai cầu thủ này, Trần Văn Công lần đầu được tập cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ có lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp tốt và có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ trụ và trung vệ. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng nay, tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết, khi vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Mỗi cầu thủ trong chúng tôi cũng đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn cho dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. Để làm đạt được mục tiêu đó, trong hai trận đấu sắp tới trên sân khách, chúng ta phải có kết quả tốt, đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Khi đã vào đến vòng đấu này thì không có đội nào là yếu cả. Mặc dù không được đánh giá cao bằng Saudi Arabia và Úc, nhưng cả Trung Quốc và Oman đều thuộc nhóm các đội tuyển rất mạnh của châu Á. Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng tôi cũng xác định sẽ đặt quyết tâm rất cao cho hai trận đấu tới.